Đạo diễn Khương Dừa, nhiều người gửi tôi 1000 đô, nói cứ giữ làm từ thiện. Dù gặp không ít phiền phức khi đi làm từ thiện, song đạo diễn Khương Dừa vẫn thấy vui vì được nhiều người tin tưởng, cùng anh giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Mới đây, đạo diễn Khương Dừa đăng tải đoạn clip chia sẻ về việc thiện nguyện của mình. Nam đạo diễn cho biết đây là công việc mang đến cho bản thân anh nhiều niềm vui, dù hơi cực nhọc và phiền toái khi phải đối mặt với những bình luận tiêu cực. Anh bày tỏ quan điểm, làm thì sẽ luôn bị nhận xét, còn không làm thì không ai nói gì cả. Việc này tôi làm phải kiên trì lắm, chứ nếu nản thì sẽ khó heo vì nhiều ý kiến thị phi. Cũng may tôi được bà con cô bác yêu quý, tin tưởng, gửi tiền để giúp những hoàn cảnh khó khăn. Tôi thấy có nhiều người đồng hành với mình nên có động lực để làm. Đạo diễn Hát Chức Danh Hài thừa nhận do bận bịu, cùng lúc nhiều công việc khác nhau nên anh không tránh khỏi trường hợp bỏ sót tin nhắn của mọi người. Điều đó khiến anh gặp phải tình huống trớ trêu khi bị một khán giả chửi vì không giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn mà người này giới thiệu. Nhiều khi có những chuyện không đáng, nhưng tôi muốn chia sẻ để mọi người hiểu. Có duyên thì mình làm, chứ trên xã hội này biết bao nhiêu người khó khăn, làm sao mà tôi giúp hết được. Trong những người đó, tôi có duyên gặp họ, thấy hương cảm thì tôi giúp, chứ đâu phải hoàn cảnh khó khăn mà các bạn giới thiệu tôi đều giúp hết được, nam đạo diễn cho hay. Đạo diễn Khương Dừa cho biết, anh cũng nhận không ít tin nhắn khuyên nên làm từ thiện âm thầm chứ không nên quay clip chia sẻ trên YouTube. Giải thích về điều này, nam đạo diễn cho biết lý do anh chia sẻ vì muốn những khán giả theo dõi mình nếu có cơ hội thì chung tay giúp đỡ. Như mấy hoàn cảnh bữa giờ tôi quay lên, nhiều bà con cô bác gửi tiền lên cho tôi để giúp. Chứ mình tôi sao giúp hết nổi. Thôi kệ, người ta không hiểu thì thôi. Miễn sao việc mình làm mang lại kết quả tốt là được rồi. Nam đạo diễn cho rằng một số người đang hiểu sai, nghĩ việc anh làm từ thiện là nghĩa vụ nên liên tục hối thúc. Trong khi đó, bản thân Khương Dừa còn phải lo lắng nhiều thứ, từ công việc riêng đến gia đình. Tôi cần có thời gian tìm hiểu giúp đỡ từ từ. Có nhiều anh chị gửi hoàn cảnh kêu tôi đi giúp liền. Biết là hoàn cảnh khó khăn, cấp bách nhưng ở xa quá nên tôi đâu hề giúp liền. Phải chi tôi chỉ làm mảng này thôi thì rất dễ. Nhưng tôi có nhiều công việc nên không hề sắp xếp được hết. Có nhiều bạn nhắn tin nhờ tôi giúp, không giúp được thì các bạn quay sang chửi. Mà giúp làm sao được khi các bạn còn trẻ, hết nghiệp thì các bạn đi tìm việc làm chứ sao tôi giúp được, anh thẳng thắn. Cuối đoạn clip, đạo diễn Khương Dừa cho biết dù công việc gặp nhiều phiền phức, song bản thân anh cảm thấy vui khi được nhiều người yêu quý, tin tưởng, chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn. Anh tâm sự, họ tin mình quá thì mình phải làm. Có nhiều người gửi tôi 1000 hay 2000 USD kêu tôi giữ để giúp mọi người. Hỏi làm sao mà tôi bỏ được, họ hương, tin tưởng đến mức đó mà. Thì mình phải tìm đúng người, đúng hoàn cảnh, chứ nếu cho đại trà thì sao đủ mà cho. Sắp tới, dù có bận thì tôi vẫn sắp xếp những ngày nghỉ đi giúp đỡ bà con cô bác.